lớp tập huấn, nghiệp vụ công an xã KH3, giao lưu bóng truyền hơi, có giải thưởng với cơ sở các huyện ngày 7 tháng 8 năm 2022. Điểm cho lớp công an xã 6-2.
Công an tỉnh cố lên. Rất tốt. Điểm cho lớp công an xã 7-2. Bắn ngoài sân, điểm cho công an tỉnh 3-7. Bóng ngoài sân, điểm cho công an tỉnh 4-7. Công an tỉnh phát bóng. Rất hay. Tốt. Quả được bóng rất tốt, điểm cho lớp công an xã 8-4. Điểm cho công an xã, lớp công an xã 9-4. Cả lớp cổ vũ cho cô giáo Minh Nhi ạ. Vỗ tay cho các bạn ơi. Điểm cho công an tỉnh 5-9. Công an tỉnh cố lên. Đề nghị tất cả các khu cổ động viên chúng ta cho một tràng vỗ tay nha. Điểm cho công an xã 10-5. Lớp công an xã phát bóng. Điểm cho công an tỉnh 6-10. Điểm cho công an tỉnh 7-10. Công an tỉnh phát bóng. Rất tốt. Rất tốt. Điểm cho lớp công an xã 11-7. Đặt bóng đẹp. Điểm cho quan tỉnh 8-1. Quan tỉnh phát bóng. Rất tốt. Bóng không có lỗi. Điểm cho quan tỉnh 12-8. Đặt quan tỉnh phát bóng. Rất tốt. Bóng ngoài sân. Điểm cho quan tỉnh 9-12. Công an tỉnh cố lên. Còn 2 điểm nữa. 3 điểm nữa. Bóng ngoài sân. Điểm cho lớp công an xã 13-9. Lớp công an xã phát bóng. Bóng qua lưới, điểm cho lớp công an xã 14-9. Thật hay. Điểm cho công an tỉnh 10-14. Tỷ số rất là đẹp.
Điểm cho công an tỉnh 14-14. Công an tỉnh có lên.